1 phút rưỡi một hiệp, 3 phút nghỉ 30 phút sau đó lại một nghỉ phút rưỡi. 30 phút à, nghỉ 30 giây. Bên mình toàn tay trắng ra đầu ấy chết đâu. Bạn đã xin hỏi kinh nghiệm. Bạn trước xin thông báo trong sáng ngày hôm nay, đấu nhất chung kết và khi mà thi đấu chúng ta thi đấu sau chung sau bán kết sẽ nghỉ 5 phút sau đó sẽ thi đấu tiếp theo. Nào, đôi kia. Chuẩn bị. Gì?